Chu Tiên, chương 33, vạn bức cổ quật, người đọc Bá Tiến. Trương Tiểu Phàm run lên một cái khi nhận ra đó là thiếu nữ xinh đẹp đã tranh luận về chuyện mị ngư trong buổi cơm tối vừa qua. Cô ta vẫn bận bộ đồ màu xanh nước biển, ở dưới ánh trăng, làn da trắng như tuyết, không chút tì vết, đẹp không thể bì, như là một nàng tiên lạc bước vậy. Thiếu nữ nọ cầm đóa hoa vừa hái để ngửi ngay mũi, hít thật sâu, trên mặt lộ vẻ nhớ nhung say đắm, nét đẹp khiến cho người ta phải mê hồn lạc vía. Đóa hoa kia như hấp thụ thêm nét rực rỡ khi kể bên gương mặt kiều mỹ của nàng. Chỉ là tận nơi đáy lòng của Trương Tiểu Phàm, một ngọn lửa giận bỗng không tên bùng cháy. Hắn cau đôi mày lại. Đóa hoa đó nở nhìn đẹp như vậy, sao cô lại nỡ ngắt nó đi? Thiếu nữ áo xanh lưu chuyển ánh mắt mềm mại như nước, liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt rồi cất giọng nhàn nhạt. Ta hái đi đóa hoa này thì đó là phúc phận của nó. Đóa hoa này phải có duyên tu ba kiếp mới được ta ngửi hương thơm. Ngươi là người trần tục thì làm sao mà hiểu được. Trương Tiểu Phàm ngẩn người ra, bình sinh mới nghe một chuyện hoang đường như vậy, chỉ lắc đầu bảo, đóa hoa này bị cô hái đi thì còn đâu sinh mạng nữa, làm sao mà cao hứng được. Thiếu nữ áo xanh nọ ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói, ngươi không phải là hoa thì làm sao biết hoa không cao hứng. Trương Tiểu Phàm nghe lời ngang bướng của thiếu nữ nọ thì trong lòng không ưa, đáp, cô cũng không phải là hoa, làm sao biết được là hoa nhi cao hứng chứ. Nói không chừng đóa hoa này đang đau khổ, đây chỉ là... À, cô nhìn kìa, có giọt nước trên cành hoa, không phải là hoa đau quá mà rơi lệ sao? Thiếu nữ áo xanh nọ trơ người ra một lúc rồi cười khúc khích, nhìn nàng như muôn hoa đua nở, đẹp đến mê người, khiến Trương Tiểu Phàm nhìn đến ngây dại. Hoa lệ, hoa lệ, ta lần đầu tiên trong đời mới nghe thấy một người đem hạt xương động trên đóa hoa nói thành nước mắt của hoa, cười chết ta được. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, ấp úng không nói lên lời, nhìn thiếu nữ nọ cười đến cong cả lưng mà thấy nóng trên mặt, nói lớn, này này, làm sao rồi? Không biết thiếu nữ nọ có nghe lời hắn nói hay không, mà tiếng cười như lớn hơn, tiếng cười trong trẻo vang dội khắp hoa viên yên vắng lặng lẽ, làm cho nó ấm cúng hơn. Trương Tiểu Phàm nổi giận không xong, lại không nghĩ ra được lời gì để mở miệng, nhìn gương mặt tươi cười của thiếu nữ nọ chỉ còn nước chút giận lên đất, dậm chân say mình bỏ đi. Đi được hơn hai bước thì đột nhiên nghe thiếu nữ phía sau nín cười mà kêu gọi mình, trong lời kêu gọi có mấy phần tiếu ý, ê ngươi đợi một chút. Trương Tiểu Phàm tâm tình vốn an hòa khi bước ra hoa viên, nhưng từ lúc chạm mặt thiếu nữ nọ thì tâm tình phiền muộn này nghe cô ta gọi mình, trong lòng lại thêm phiền não, không nhịn được quay đầu đáp, ta không phải tên ê, cô kêu ai vậy? Thiếu nữ nọ hơi run lên một chút, nét cười trên mặt liền thu lại, quét mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt phảng phất đôi phần lạnh lẽo, tựa hồ như dò xét hắn. Một lúc sau cô ta như nghĩ ngợi xong điều gì, tuy nhiên vẫn không khôi phục lại nét mặt tươi cười rạng rỡ như lúc trước. Cô cất giọng ôn hòa hỏi, ơ vậy ngươi tên gọi là gì? Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp, ta tên, rồi lấp bấp thấp giọng hỏi, ta sao phải nói cho cô biết chứ? Gương mặt thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên nghiêm lại, nhìn tựa hồ như muốn nổi giận. Nàng nhìn nét ương ngạnh của Trương Tiểu Phàm giống như một đứa bé trai đang giận lẫy, nhịn không được liền bật cười khúc khích. Sát khí nặng nề trên gương mặt của nàng như theo tiếng cười đó mà tan biến đi mất. Trăng sáng trên cao, hương thơm đầy vườn, trên mặt thiếu nữ nọ tràn đầy tiếu ý, hình như cũng biết vậy là không phải, nên nàng lắc đầu dáng nhịn cười, nhưng chung quy vẫn nhịn không nổi. Nét ngây thơ thời ngày xưa trong đêm nay như phảng phất sống lại ở trước mắt. Ánh trăng như nước nhẹ nhẹ trải dài trên đầu vai và bên mặt của nàng, óng ánh vẻ đẹp rung động hồn người. Trương Tiểu Phàm không biết vì sao mà nhìn đến mê mẩn cả người. Thiếu nữ nọ cười xong một trận thì phát hiện Trương Tiểu Phàm nhìn mình chòng chọc, hứ một tiếng, không những không đỏ mặt như những thiếu nữ khác mà còn chẳng thèm hỏi han, và nói rằng,
ta nhìn có đẹp không? Trương Tiểu Phàm bị thiếu nữ nọ hỏi thẳng như vậy thì giật mình lúng ta lúng túng, y như kẻ trộm nhất thời bị người ta bắt gặp. Bên trong ánh mắt nhu hòa của nàng khiến hắn có cảm giác không thể trốn tránh. Ta, cô đẹp lắm. Lời rời khỏi miệng, Trương Tiểu Phàm thấy mình ngây dại ra, trong lòng lại cảm thấy có một tư vị kỳ lạ không nói lên lời. Thiếu nữ nọ như không để ý đến hắn, miệng hơi mỉm cười. Ta cũng nghĩ vậy, từ nhỏ tới lớn ai cũng bảo ta thế, đàn ông các người đó toàn là cá mè một lứa. Cô ta trông còn trẻ như vậy, nhưng qua lời nói nghe ra tựa hồ như đã từng trải qua tang thương trong đời. Trương Tiểu Phàm lại thấy bực bội, đang tính phản bác nhưng vô ý nhìn qua, thấy nàng mắt trong răng trắng, một mình trong ánh trăng thấp thoáng có mấy phần quen thuộc. Hắn tức thì liên tưởng đến cảnh tình trên núi Thanh Vân, bên bờ đầm trong xanh, như chính mắt trông thấy thân ảnh mỹ lệ của sư tỷ hắn. Một khắc thời gian đó, hắn đột nhiên mất hết hứng thú, không cách chi lấy lại tinh thần, thoáng nhìn thiếu nữ nọ, cúi đầu thở dài, không nói một lời rồi quay bước đi. Ấy! Bước được mấy bước thì nghe tiếng kêu vọng lại ở phía sau. Trương Tiểu Phàm cau mày quay lại, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ. Nàng nheo nheo đôi mắt, đôi vành môi ươn ướt hơi mím lại, bộ dạng như suy nghĩ điều gì đó. Cả không gian bỗng yên lặng hẳn đi. Người tên gọi là gì thế? Nàng lặp lại câu hỏi khi nãy, ánh mắt phản chiếu hình bóng của hắn. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên lùi bước, một bực bội đều tan biến trong giây phút. Hình như trước mắt nàng hắn không cách nào mà giận được. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt nhu hòa ấy, bản thân thấy có điều bất ổn xen lẫn chút khiếp nhược, nói gọn một câu: Trương Tiểu Phàm. Sau đó liền nhanh bước lùi lại ra sau mà đi, có mấy phần giống như là đang chạy trốn ai đó. Hắn cúi đầu rộng bước mà đi. Bước đến khúc quanh của con đường mòn thì thình lình phát hiện một bóng đen nơi tối tăm của khu vườn. Nếu như không đến gần thì chẳng tài nào phát hiện được. Hắn xém chút là không dừng lại kịp. Cũng may là thân thể phản ứng nhanh nhẹn nên không đụng vào người đó. Trong bóng tối, trước mặt hắn xuất hiện một đôi mắt sáng, lặng lẽ nhưng sâu thẳm. Cự ly của hai người quá gần nhau, Trương Tiểu Phàm thất kinh kêu lên một tiếng rồi bước lùi một bước. Nhìn rõ lại thì đó là nữ lang bịt mặt ngồi bên thiếu nữ áo xanh trong buổi cơm tối vừa qua. Lúc này nàng vẫn che mặt bằng tấm mạng mỏng, song trên người đang bận quần áo màu đen. Trong đêm tối thế này nhìn tựa như một u linh vậy. Trương Tiểu Phàm định thần lại, hít thở điều hòa. Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, không biết là hương thơm gì ở trong vườn chỉ phát ra từ khi đứng gần nữ lang nọ. Tim của hắn đập loạn lên, cảm giác rằng hắn rời phòng đêm nay là hoàn toàn sai lầm. Tức thời hàm hồ nói xin lỗi, rồi vòng qua người nữ lang che mặt mà đi về hướng phòng của mình ở. Từ đầu đến cuối, nữ lang che mặt đó không nói qua một câu nào, chỉ đứng im lìm một chỗ nhìn chàng trai trẻ ấy. Khi Trương Tiểu Phàm bước qua đằng sau lưng thì nàng mới từ từ xoay người lại nhìn thân ảnh của hắn rời xa. Một hồi sau, bóng hình của nàng tựa như hòa nhập hẳn làm một với bóng tối nơi hoa viên. Nàng mới xoay người lại hướng về phía trước của hoa viên mà đi. Nàng nhanh chóng nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ vẫn đứng y nguyên tại chỗ, nơi tay còn cầm một nhành hoa mới hái hồi nãy. Thiếu nữ áo xanh ngẩng đầu lên, không chút kinh ngạc mỉm cười nói: Uzi, dì về rồi à? Nữ lang che mặt nhìn đóa hoa trong tay của nàng áo xanh, khăn che mặt hơi động, nhìn lại thì thấy nàng đang gần gật đầu nói: Bốn người nọ là Thanh Vân môn hạ. Âm thanh của nàng lan truyền trong hoa viên, nghe nhẹ nhàng mà xa xôi, phảng phất đôi phần quỷ khí. Đứng đầu là Tề Hạo, thuộc chi phái Long Thủ Phong, ba người còn lại chưa từng gặp qua, nhìn thấy chỉ là lớp đệ tử trẻ tuổi, không biết danh tính. Thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói: Con biết người mới vừa đi khỏi, tên kêu là Trương Tiểu Phàm, tên thật quê mùa. Nữ lang che mặt liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt bảo: Bích Giao, lâu rồi không thấy con thưởng hoa. Thiếu nữ áo xanh kêu là Bích Giao, hơi run thân mình,
Chỉ một lát, trên gương mặt đẹp đẽ của nàng lại lộ ra nét cười đáp: "Vâng ạ, Uzi, lâu lắm rồi." Nàng nhâng cành hoa lên, nhìn chăm chú. Sau đó, dưới ánh mắt chú thị của nữ lang che mặt, nàng cười cười, nắm chặt tay lại, bóp đóa hoa đẹp đẽ kia đến nát vụn. Ngày hôm sau, bốn người Thanh Vân Môn thức dậy. Sau khi rửa mặt chải đầu, Tể Hạo tụ tập bốn người lại thương nghị. Không Tăng Sơn cách xa nơi này 3.000 dặm về phía đông, quãng đường không hề gần, chúng ta trên đường không thể chậm trễ. Ba người còn lại không chút dị nghị, định tính tiền xong thì sẽ lên đường. Chủ nhân của Sơn Hải Uyển đối với Thanh Vân Môn quả nhiên kính mộ vô cùng, vốn dĩ là phòng hạng sang, không ngờ giảm giá một nửa, tựa hồ chỉ bằng tiền phòng loại bình thường. Trong lúc Tề Hạo cười nói tính tiền với ông chủ, Trương Tiểu Phàm đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Thế nhưng đến tận lúc đi, hắn không hề nhìn thấy thiếu nữ áo xanh tối qua cùng đám người ấy thêm một lần nào nữa. Đám người bọn họ ngự kiếm mà đi. Quãng đường 3.000 dặm này mất trọn 10 ngày trời. Lúc đầu Trương Tiểu Phàm tự nhiên được dìu dắt rất nhiều. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, Trương Tiểu Phàm đạo pháp dần dần thuần thục, đi bằng thiêu hỏa côn đã thấy quen thuộc, bất giác bay lượn đâu ra đấy. Cái cảm giác xuyên qua thời gian rồi xuyên qua trời xanh mây trắng, mỗi ngày mỗi lúc bay ngang dọc trên trời cao, quả thực khiến cho hắn vô cùng thích thú suốt mấy ngày nay. Cuối cùng cũng đã đến được Không Tăng Sơn. Bọn họ hạ xuống một đám mây, tất cả đều kinh ngạc. Chỉ thấy trong vòng 100 dặm xung quanh, một tòa núi lớn hiểm trở, cao chót vót. Thế nhưng đa phần là đá, rất ít cây cỏ. Dưới núi không có dấu hiệu nào cho thấy là đã từng có người ở cả, một vùng hoang lương. Lúc này đã sắp xế chiều, mặt trời đang ngả về phía tây, ánh tịch dương vàng vọt chiếu trên đỉnh Không Tăng Sơn, tựa hồ mang đến một chút gì thê lương, lại có đôi phần đáng sợ. Mọi người hạ xuống dưới chân núi, thu hồi pháp bảo tiên kiếm. Tể Hạo nhìn trời rồi nói: "Ta xem chỗ này không có nhà dân nào có thể tá túc được, chẳng thà chúng ta lập túc lều trên núi, một mình tìm kiếm vạn bức cổ quật, một mặt xem thử có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi đêm nay." Tăng Thư Thư gật đầu nói: "Tể Hạo sư huynh nói có lý, chúng ta lên núi thôi." Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Thư Thư đáp lời, bản thân thì chẳng có chút ý kiến gì cả. Lục Tuyết Kỳ nhìn trời không nói một câu, thế nhưng lại là người đầu tiên tiến bước đi lên phía đỉnh núi. Không Tăng Sơn tuy không sánh được với Thông Thiên Phong của Thanh Vân Sơn về độ cao, thế nhưng nó không hề thấp. Hơn nữa vách núi dựng đứng, không hề có đường đi. Bốn người từ chân núi đi lên, chỉ mới đến ngang lưng núi thì trời đã hoàn toàn tối om. Bốn người nhanh chóng đi đến một khoảng đất bằng. Tề Hạo kêu mọi người dừng lại, lấy từ trong bọc ra một chiếc kính nhỏ bằng đồng. Ba người nhìn thấy và nhận ra ngay, đó chính là lục hợp kính, vật chí bảo của Thanh Vân Môn. Nhất thời tất cả đều ngây hết cả ra, không hiểu Tề Hạo muốn làm gì. Chỉ thấy Tề Hạo cầm lục hợp kính trong tay, trong miệng lẩm nhẩm niệm mấy câu thần chú. Lục hợp kính vốn ảm đạm không một chút ánh sáng, tựa như có cảm ứng, từ từ tỏa sáng, nhẹ nhàng bay lên khỏi lòng bàn tay của Tề Hạo, rồi dừng cách đỉnh đầu của hắn 2 trượng. Mỗi lúc một sáng, tạo ra một quầng màu vàng nhạt chiếu soi khắp khoảng đất chu vi 6 trượng xung quanh bốn người bọn họ, khiến cho họ được bảo vệ ở ngay giữa. Tề Hạo lúc này mới nói: "Tại Không Tăng Sơn 800 năm về trước là nơi tập trung của bọn ma giáo yêu nhân. Hơn nữa, ta thấy dường như núi này hoang lương quỷ dị, chỉ sợ có nhiều sơn tinh yêu quái. Lục hợp kính có công năng bảo vệ chủ nhân, tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải cảnh giác." Trương Tiểu Phàm đưa mắt nhìn lục hợp kính đang lơ lửng trên không trung, chỉ thấy miếng kính nhỏ ấy bề ngoài tựa như không làm người ta kinh ngạc, thế nhưng trong nét cổ kính thô lậu lại ẩn chứa điềm lành, không thể coi thường. Đúng lúc này, mọi người bỗng nghe thấy một âm thanh vang rền từ xa vọng đến. Sau đó là âm thanh răng rắc vang lên. Thanh âm dần dần mau hơn.
Cuối cùng, không chỉ âm thanh mỗi lúc một vang đến gần hơn, mà tựa hồ còn loáng thoáng nghe thấy nhịp điệu. Rồi chỉ còn lại tiếng tạp âm to lớn ào ào vang vọng khắp vùng núi non hoang dã này. Phía đằng xa, trong lúc mọi người đang nhờ vào chút ánh sáng của lục hợp kính phát ra trong đêm, kích động nhìn về nơi xa xa ở phía sau lưng núi, đột nhiên bốc lên một đám mây khói màu đen. Trong đêm tối trông nó thêm phần quỷ dị, từ đó phát ra những tiếng kêu vang vọng. Tất cả mọi người đều biến sắc. Tăng Thư Thư con mắt chuyển động, bỗng la lên thất thanh: "Lục hợp kính!" Hắn vừa dứt lời, trong lúc mọi người vẫn chưa có phản ứng gì, thì trong không trung đám mây đen ngày một lớn hơn, quả thực đã cảm giác thấy chuyện gì đó, liền di chuyển hướng về chỗ của họ. Một khắc sau, một tiếng kêu chói tai tựa như truyền đến từ trong đám mây đen. Trong chốc lát, toàn bộ đám mây đen ấy đều di chuyển hướng tới chỗ bốn người, xông thẳng vào điểm sáng duy nhất trong đêm tối. Chỉ nháy mắt, bầu trời đêm vốn dĩ nhấp nháy ánh sao bỗng chốc đen kịt, tựa như bị một cái gì đó che khuất. Mọi người chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi trong chớp mắt đã tràn ngập trong không gian. Bọn Trương Tiểu Phàm kinh hãi thất sắc, Duy chỉ có Tề Hạo là còn trấn tĩnh. Thế nhưng sắc mặt đã trắng bệch, vội vàng nói: "Không được loạn động, bất cứ có chuyện gì cũng không được rời khỏi phạm vi vòng sáng của lục hợp kính." Lại một khắc nữa trôi qua, tiếng âm thanh kêu ầm ĩ đã ngay bên cạnh của họ. Trong ánh sáng do lục hợp kính chiếu ra, mọi người cuối cùng đã nhìn rõ đám mây đen ấy. Vô số cánh rơi màu đen, nhiều đến choáng ngợp, dày đặc đông đảo. Hơn nữa, nhìn thân hình của chúng, so với các con rơi đã thấy trước đây, đều to lớn hơn. Mỗi một con đều hóa ngác cái miệng ra, trên thân mình màu đen, cái miệng màu đỏ, nhìn trông thực khủng bố, dữ tợn. Thế nhưng, ánh sáng màu vàng nhạt do lục hợp kính phát ra, vào lúc này quả thực đã hiển lộ tác dụng. Chỉ thấy đám rơi đang có mặt bị ngăn lại bên ngoài vòng ánh sáng ấy. Mặc kệ chúng có đánh đập xô đẩy như thế nào đi nữa, vòng sáng ấy không lay động mảy may nào hết. Ngược lại, những con rơi khi chạm vào vòng sáng này, thân thể màu đen phát ra tâm thanh tư tư. Giây lát sau đã ngã lăn ra đất gần ngay vòng sáng, không còn vùng vẫy nữa. Nhìn ra thì đã không còn động đậy được nữa. Chỉ là đám rơi ấy quả thật quá nhiều. Nhìn thoáng qua, cả bầu trời sao cao vời vợi hoàn toàn bị che khuất, dễ chừng số lượng có đến hàng triệu con. Số lượng bị chết nằm trên mặt đất có lẽ quá thì cũng chỉ đến một phần triệu mà thôi. Thế nhưng nhìn vô số con rơi rồi con sau nối con tiếp vỗ cánh bay đến, bốn người bị bao vây ở giữa, mặc dầu tạm thời vô sự, nhưng trước sau, trái phải, đâu đâu cũng là những cái miệng to như chậu máu vô cùng khủng bố. Mùi tanh, mùi hôi gần như làm cho người ta muốn nôn mửa. Thế nhưng lục hợp kính vốn là đạo gia chí bảo, dưới sự tấn công của vô số lũ súc sinh hung ác, không hề có chút suy yếu lay động nào cả. Vòng sáng vàng ấy trông nhàn nhạt, vẫn đứng thẳng như núi, không hề tan ra. Bên ngoài vòng sáng, thi thể của lũ rơi mỗi lúc một cao. Lúc này, không biết là có bao nhiêu con rơi đen ở phía trên bầu trời của vòng sáng ấy. Ở đâu ra mà có đến 3 tầng, rồi lại 3 tầng. Chỉ sợ có đến 300 tầng, rồi lại 300 tầng. Thế nhưng, sự công kích của lũ súc sinh ấy với vòng sáng tựa hồ đã dần dần chậm lại. Hình như chúng biết rằng tốn công vô ích, nên không làm lại cái việc vô dụng ấy nữa. Chỉ là đám súc sinh ấy có lẽ không bỏ được miếng ngon đã gần đến miệng, vẫn bay lượn xung quanh không chịu bỏ đi. Trương Tiểu Phàm tâm thần hỗn loạn, hắn bình sinh chưa từng thấy vật nào hung ác như vậy, đến tận lúc này vẫn còn một chút khẩn trương sợ hãi. Hắn thở gấp gáp, rời mắt khỏi lũ rơi phía bên ngoài. Dư quang nơi khóe mắt liếc thấy Lục Tuyết Kỳ đứng bên cạnh mình, sắc mặt thì đã trắng xanh. Tựa như ngay lúc này, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy ánh mắt của hắn, liền đưa mắt lên nhìn về phía chỗ của Trương Tiểu Phàm. Ánh mắt của hai người gặp nhau trong không trung, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên quay đầu đi, gương mặt trắng xanh, tựa hồ lại trắng thêm một chút, thế nhưng không quay đầu lại nữa. Doạt, đột nhiên lũ rơi ở đó
đều vỗ cánh bay lên. Tăng Thư Thư nhìn bọn chúng, vừa mới thốt lên một câu khó khăn lắm mới. Lời nói chưa dứt, hắn cũng không nói được thêm câu nào nữa. Chỉ thấy đầy trời mây đen, vô số con rơi bay lên cao, đột ngột quay mình trở lại. Chỉ loạt đầu như mưa đá trút xuống, đánh vào phía trên vòng sáng của lục hợp kính, bị vòng sáng lục hợp kính phản chấn bật văng ra. Ngay sau đó, một vòng huyết vụ bắn tóe lên. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt, những thân hình nát bấy, xương gãy tan tành rơi đầy trên mặt đất. Máu bẩn chảy tràn trên mặt đất, mùi máu tanh phả lên cả mặt. Vô số huyết hoa khủng bố xuất hiện rực rỡ trong sắc đêm, rồi ngay lập tức rơi xuống đất. Thế nhưng lũ rơi phía đằng sau thật không ngờ, tựa như dửng dưng với cái chết của đồng loại ở phía trước, vẫn lao xuống tấn công không ngừng. Bốn người Thanh Vân Môn ai nấy mặt mày xanh lét, ngắm nhìn loài vật kỳ dị hung ác, dã man hiếm thấy trên thế gian. Chẳng bao lâu, xung quanh vòng sáng, đống xác rơi đã chất cao ngang thắt lưng. Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện lưng áo của mình đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Cảnh tượng khủng bố này không biết còn kéo dài bao lâu nữa. Đến tận lúc khi mà xác rơi bên ngoài vòng vây đã chất cao ngang đầu người, lũ rơi cuối cùng cũng chịu ngừng. Cuộc tấn công mãnh liệt đã bị tạm ngưng. Rồi chúng hung tợn dã man, thì lúc này vòng ánh sáng của lục hợp kính phát ra độ sáng ảm đạm đi đôi chút, thế nhưng vẫn lóe sáng trong đêm đen, vẫn đứng vững không hề đổ. Ngập trời mây đen vây quang điểm sáng duy nhất trong đêm tối, quả thực vẫn không có ý định bỏ đi. Bốn người mắt không lúc nào dám nhắm lại, trong tay nắm chắc thiên kiếm pháp bảo của bản thân, không dám có chút sao nhãng. Chỉ là bầy rơi khổng lồ này quả thực hình như vẫn chưa có thêm một phương pháp nào khác, chỉ vây quanh chứ không chịu rời đi, nhưng vẫn chưa tái phát động một cuộc tấn công nào nữa. Tình trạng này kéo dài đến tận tờ mờ sáng. Vào lúc những tia sáng mặt trời đầu tiên ửng lên ở phía chân trời, tựa hồ trong bóng tối mờ mờ có tiếng hô hoán, lũ rơi ở đó đột nhiên vỗ cánh bay lên, lượn vòng giây lát trong không trung, ngay sau đó bay quay trở lại chỗ hôm qua mà chúng đã bay ra. Đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh, chưa đầy một khắc, lũ rơi đông vô số ấy đã biến mất không thấy đâu nữa. Bốn người Thanh Vân Môn từ từ trùng xuống. Thế nhưng một lúc sau, đến tận lúc hoàn toàn xác định được rõ ràng lũ rơi ấy không thể xuất hiện lần nữa, Tề Hạo mới thu hồi lục hợp kính. Vòng ánh sáng biến mất, một âm thanh ngột ngạt vang lên. Xung quanh bốn người, xác lũ rơi trông như một hòn núi nhỏ chợt đổ ập xuống từ bốn phương tám hướng, nhấn chìm bốn người trong dòng sông khủng khiếp kinh tởm ấy. Trương Tiểu Phàm vào giây phút ấy tim đập thình thịch, tựa hồ chút nữa thì tự mình ngừng thở. Thế nhưng cũng trong lúc đó, hắn nghe thấy bên cạnh mình truyền đến một tiếng kêu lanh lảnh. Một cánh tay ngọc vươn ra quắp chặt cứng lấy cánh tay của hắn, dùng sức rất mạnh, tuy cách một lớp vải mà móng tay như xuyên suốt vào da thịt của hắn. Nỗi đau đớn ấy khoan tận vào tim của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một nữ lang xinh đẹp đang hoảng sợ. Khuôn mặt trắng xanh của nàng trong ánh nắng ban mai hiện lên một nét kinh hoàng, khiến người ta trong tim nhói lên một nỗi đau khổ khôn tả. Bất chợt, nỗi sợ hãi khủng khiếp hiện hữu trong tim của hắn tiêu tan biến mất. Mặc dù vẫn còn một chút căng thẳng, thế nhưng sự chú ý của hắn đã bị Lục Tuyết Kỳ lôi cuốn hết mất rồi. Tựa như trước mắt nàng, hắn có cảm giác quyết không hề nao núng. Hắn bước lên một bước, chắn trước thân thể của nàng. Tiếng thở gấp gáp của Lục Tuyết Kỳ dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng khẽ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt khẽ mấp máy, sau khi nhìn gương mặt của Trương Tiểu Phàm một cái, rồi buông lỏng tay ra. Tiếng thở gấp gáp của Lục Tuyết Kỳ dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng khẽ khẽ ngẩng đầu, đôi môi khẽ mấp máy, sâu kín nhìn gương mặt Trương Tiểu Phàm một cái, rồi buông lỏng tay ra. Quý bạn và các vị vừa theo dõi hết chương 33 và chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương 34. Hãy nhớ like video và subscribe ủng hộ Tiến nhé. We'll be right back.
Chu Tiên, chương 34, cổ quật. Người đọc Bá Tiến. Bốn người khó khăn lắm mới ra khỏi được đống thây rơi chất cao như núi, nhưng trông thảm hại cùng cực. Trên mình thấm đầy những máu ô uế nhơ nhớp đã đành, lại còn bốc lên một mùi hôi thối. Họ là người của Thanh Vân Môn, xưa nay quen sạch sẽ. Nhất là Lục Tuyết Kỳ, bên Tiểu Trúc Phong, bình sinh rất yêu sự tinh khiết. Tình cảnh lúc này đối với nàng quả thực còn khó chịu hơn là bị đao chém ba nhát. Bốn người vội vàng đi ra thật xa, chỉ muốn rời khỏi đống thây rơi kinh tởm kia càng xa càng tốt. Họ đi một mạch tới một phiến đá khá bằng phẳng, mới rũ đập y phục, chỉnh trang lâu lắc, chỉ có thể phủi đi những vật bám, còn vết máu rơi thì thối hoặc tanh lợm, không cách nào có thể gột sạch được. Trương Tiểu Phàm và hai người kia là nam nhân thì còn đỡ, chứ Lục Tuyết Kỳ ngày thường khuôn mặt lạnh lẽo như băng thì nãy giờ bợt bạt, luống cuống phủi rũ xiêm áo, tìm mọi cách trà vò, xem ra cũng không thể nào khử được mấy thứ mùi kinh khủng đang bám trên mình của nàng. Những bọn máu này rất quánh rất đặc. Tề Hạo, Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm mau chóng từ bỏ những cố gắng để gột rửa, chỉ có Lục Tuyết Kỳ là vẫn khăng khăng tiếp tục. Ba chàng trai nhìn nhau, người từng trải nhất như Tề Hạo lúc này cũng có vẻ lúng túng, chẳng biết nói thế nào mới phải. Trong lúc bốn người đang im lìm lặng lẽ, và Lục Tuyết Kỳ thì cứ cau mày vò sát áo quần, không trung bỗng nhiên vẳng lặng mấy tiếng hú huýt. Ai nấy ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trời ẩn hiện bốn đạo hào quang, hai vàng, một trắng, một xanh. Giây lát sau, bốn đạo hào quang ấy hạ xuống trước mặt họ, lấp lóe một hồi, hiện ra bốn người là bốn thân ảnh. Mé tả là hai hòa thượng, người hơi khuất về đằng sau, thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, bộ mặt dữ tợn, không giận mà có uy. Nếu không phải vì đang khoác cà sa, dễ làm người ta tưởng là thủ phỉ chặn đường cướp bóc. Phía trước y là một hòa thượng trẻ trung, thấp hơn độ một cái đầu, trông tương phản hoàn toàn, làn da trắng trẻo, luồng mắt long lanh, mình khoác cà sa màu nguyệt bạch, trông có vẻ hơi gầy yếu, nhưng bất luận thế nào, không ai nhìn y mà dám có cảm giác coi thường. Mé hữu là hai người trẻ tuổi, một nam và một nữ. Nam thì tuấn giật, nữ thì tú mỹ, đứng bên nhau trông rất đẹp đôi, tựa một cặp kim đồng ngọc nữ nơi thần tiên tọa cảnh. Bốn người đó nhìn bốn người của Thanh Vân Môn, thấy trên mình họ máu huyết dơ bẩn, đều cau mày. Hòa thượng trẻ trung trắng trẻo là người đầu tiên lên tiếng, y tuyên niệm Phật hiệu hỏi: A Di Đà Phật, thỉnh vấn bốn vị thí chủ có phải là môn hạ Thanh Vân Môn? Người của Thanh Vân Môn đưa mắt nhìn nhau, rồi Tề Hạo bước lên trước đáp lễ: Chính thị, tại hạ là Tề Hạo, thỉnh vấn chư vị là. Hòa thượng trẻ trung khẽ khẽ mỉm cười: Tiểu tăng là pháp tướng bên Thiên Âm Tự, vị này là sư đệ Pháp Thiện, hai vị cạnh đây là các đệ tử kiệt xuất của Phần Hương Cốc, tên gọi Lý Tuân, Yến Hồng. Pháp Thiện thân hình cao lớn còn ồm ồm hỏi thăm mấy câu, chứ Lý Tuân, Yến Hồng bên Phần Hương Cốc thì thập phần cao ngạo, chỉ hơi gật đầu, coi như là đã chào hỏi bọn họ. Tề Hạo chau mày, rồi lập tức không để ý đến hai người họ nữa, chỉ nói với Pháp Tướng: À, cửu ngưỡng đại danh của Pháp Tướng Sư Huynh bên Thiên Âm Tự, là nhân tài ngàn năm có một trong giới chính đạo tu chân, hôm nay diện kiến, quả là phong thái hơn người. Pháp Tướng mỉm cười: Tề Sư Huynh thực đã quá khen, tiểu tăng tư chất ngu độn, may có ân sư Phổ Hoàng thương đến, truyền cho chân pháp, chỉ mong vì dân chúng trong thiên hạ mà làm được chút chuyện tốt, chứ không dám sắp ngang hàng với các vị sư huynh của Thiên Vân Môn. Tề Hạo cả cười, xua tay lia lịa nói: Pháp Tướng Sư Huynh quá khiêm cung rồi, nào xin để đệ dẫn diện kiến mấy vị sư muội của ta. Nói đoạn giới thiệu bọn Trương Tiểu Phàm với họ. Trương Tiểu Phàm cũng theo sư huynh hành lễ, nhưng không hiểu tại sao hắn cảm thấy khi Tề Hạo giới thiệu đến hắn, ánh mắt của Pháp Tướng chợt sáng lên và có vẻ như nhìn kỹ hắn hơn một chút. Lúc đó người từ khi bắt đầu câu chuyện đến giờ vẫn bị gạt qua một bên là Lý Tuân của Phần Hương Cốc, sắc mặt đã rất khó coi. Đợi Tề Hạo giới thiệu xong, y bỗng nhiên mở miệng lạnh lẽo hỏi:
Tề sư huynh, Thanh Vân Môn các vị từ xưa đến nay tự giữ địa vị lãnh tụ chính đạo, trần pháp đạo gia độc bộ thiên hạ, sao hôm nay vừa gặp mà ai nấy thảm hại thế này? Bốn người Thanh Vân Môn đều biến sắc mặt. Trương Tiểu Phàm ngó bộ dạng mục hạ vô nhân của y, đâm ra ác cảm, khóe mắt liếc qua, lại thấy Lục Tuyết Kỳ không biết đã dừng rũ phủi quần áo từ lúc nào, gương mặt ngọc như ngậm xương, lạnh lùng nhìn hai người bên phần hướng cốc, nhất là nữ tử mỹ lệ tên gọi Yến Hồng kia. Tề Hạo vốn từng trải nhân tình thế thái, lòng tuy hơi giận nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cười bảo: không giấu gì các vị, tại hạ và ba vị đồng môn đêm qua mới tới nơi đây, vốn muốn đi tìm vạn bức cổ quật, chẳng ngờ đụng ngay phải bao nhiêu là rơi. Pháp tướng và mấy người kia nghe vậy sắc mặt đại biến. Pháp Thiện mở to mắt ôm mồm nói: ồ, đấy là thứ xúc sinh nhiều vô số kẻ trong vạn bức cổ quật, hung ác dữ dằn, khó đối phó lắm đó. Tề Hạo vô cùng nhạy bén, nghe vậy là hiểu ra bốn người này đến sớm hơn mấy ngày, chắc cũng đã phải đụng tới cái thứ tội nợ khiến cho người ta đau hết cả đầu ấy. Tâm tư của y xoay chuyển rất nhanh, chợt nghe đằng sau Tăng Thư Thư bật lên một tràng cười dài, rồi bước lên phía trước, mùm mìm bảo Pháp Thiện: Pháp Thiện sư huynh, nói như vậy các vị cũng đã gặp phải đám rơi hút máu kia đúng không? Pháp Thiện gật đầu, có vẻ là một người rất thẳng thắn, y bảo: vâng, đám rơi ấy nhiều quá, bọn ta đành phải lui chạy. Tăng Thư Thư kêu a một tiếng, thở dài nói: chẳng giấu gì các vị, đêm hôm qua chúng ta cũng gặp đàn rơi đó, vốn muốn vì dân mà trừ hại, ai ngờ giết từ tối đến sáng, dù có ra sức thế nào, dù đã diệt được nhiều không đếm xuể, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh đuổi được đám hung dữ đó chạy về hang ổ, mà thân mình thì thấm đầy bợm máu. Ôi già, thật đáng thẹn, đáng thẹn. Y ngoảnh đầu về phía Tề Hạo, hai người nhìn nhau cười, cùng thốt: thật đáng thẹn, đáng thẹn. Ai nấy đổi sắc mặt, nhưng phản ứng khác nhau. Lý Tuân của phần hương cốc thì hừ một tiếng, mặt có vẻ chẳng quan tâm. Nữ tử mỹ miều Yến Hồng thì có chút e dè, nhưng nét mặt tỏ ra không tin. Pháp tướng của Thiên Âm Tự mỉm cười im lặng. Pháp Thiện thì lộ vẻ bái phục vô cùng. Trương Tiểu Phàm đờ ngây ra, liếc mắt nhìn hai người kia đang cười hề hà. Giây lát sau, Pháp tướng mù mỉm bảo: chuyện của Không Thăng Sơn lần này, trưởng lão ba phái một lớp trẻ chúng ta được trải nghiệm một chút. Hôm nay mọi người đều đã đến đủ, có điều các vị sư huynh của Thanh Vân Môn đường xa mệt nhọc, hay là chúng ta nghỉ ngơi một buổi, sáng sớm mai sẽ vào vạn bức cổ quật tìm hiểu xem sao. Lúc ấy Lý Tuân đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng: Pháp tướng sư huynh nói cũng phải, chứ nếu vào ngay lại có người viện lý chấu lý do. Mấy người xuất thân từ Thanh Vân Môn danh tiếng, trừ Trương Tiểu Phàm ra, còn bọn Tề Hạo, Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ đều được sư trưởng chi phái ân sủng, cốt cách có phần cao ngạo. Nghe vậy Tề Hạo cũng hừ lạnh một tiếng: Lý Tuân sư huynh nói có lý, bây giờ bọn tại hạ thân thể mệt nhọc, lúc lâm sự nếu muốn ứng cứu huynh e sẽ là không cứu và còn đủ sức mà làm. Lý Tuân rõ ràng không ngờ môn hạ của Thanh Vân Môn ai nấy đều có ngạo khí như vậy. Y xuất thân từ phần hương cốc, từ nhỏ đã được sư trưởng xem trọng, về sự tư chân đạo pháp vượt xa phần lớn đồng bọn cùng lứa, vô tình đã hình thành một tính cách tự đại, nhìn người bằng nửa con mắt, coi trời bằng vung. Lúc này y biến sắc mặt, chịu không nổi lời nói ấy, bèn trừng trừng nhìn Tề Hạo bảo: nếu đã nói vậy, Tề sư huynh tu hành chắc phải vượt xa ta, tại hạ thật sự muốn thỉnh giáo một phen. Chuyện đã liên quan đến thể diện sư môn, Tề Hạo ưỡn mình toan bước lên, chợt thấy Lục Tuyết Kỳ đằng sau đi ra, kiêu hãnh đứng vào giữa, lạnh lẽo thốt: khỏi phiền Tề Hạo sư huynh đại giá, để muội lĩnh giáo tiên pháp của phần hương cốc xem sao. Lý Tuân bỗng đờ người, thấy Lục Tuyết Kỳ tuy thân mình máu me dơ bẩn, nhưng da mặt trong trẻo như tuyết, tuy thân hình lạnh lẽo oai nghiêm, nhưng phong thái kiêu sa thoát tục, y xưa nay chưa từng thấy ai tuyệt sắc như thế, nhất thời đâm ra ngơ ngẩn. Đúng lúc ấy, pháp tướng của Thiên Âm Tự bước lên,
giấu nụ cười bảo: "Các vị sư huynh, chúng ta đến đây là để tra xét dư đảng của ma giáo. Trước lúc lên đường, chắc hàng sư trưởng tiền bối đều đã giáo huấn qua. Nếu để họ biết chúng ta ở đây hành sự theo cảm tính và định kiến cá nhân, e rằng lúc về chẳng tránh khỏi cơn trách phạt. Hơn nữa, đây cũng là chuyện nhỏ, mọi người nên nhượng bộ nhau một chút, được không?" Lý Tuần định thần lại, ừ hữ, ngẩng mặt nhìn trời. Tuy không nói ra, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tề Hạo lúc này cũng nhớ tới lời dặn của Đạo Huyền chân nhân trước lúc lên đường, trong lòng cũng hơi hối hận, bèn nhân cơ hội này thoát khỏi thế khó xử, đứng phía sau nói vọng lên: "Lục sư muội, pháp tướng sư huynh nói phải đó, chúng ta dĩ hòa vi quý thôi." Lục Tuyết Kỳ nhìn mọi người hừ một tiếng, bước quay trở lại, thấy Trương Tiểu Phàm đang ngó về phía mình, bèn đưa mắt lướt qua mặt hắn rồi đứng tách riêng sang một bên. Dưới cái lướt mắt của nàng, tim Trương Tiểu Phàm bỗng dưng lạnh buốt, đầu óc tràn ngập một cảm xúc mơ hồ. Lúc ấy lại nghe pháp tướng nói: "Rồi, chúng ta hãy hạ sơn trước đã, sáng sớm ngày mai lại lên núi thám thính và xem xét tình hình." Không ai có ý kiến gì khác nữa, pháp tướng dẫn đường, mọi người ngự kiếm theo y. Đến một ngọn núi nhỏ cách Không Thang Sơn chừng 30 dặm, gặp một dòng suối trong, đúng là thứ mà mấy đệ tử của Thanh Vân Môn đang cần. Lập tức họ dừng lại bên bờ nước, trải gột một lượt, lại tìm nơi kín đáo thay đổi y phục, rồi bước ra diện kiến cùng pháp tướng. Lục Tuyết Kỳ thân là nữ nhi, không được tiện lắm, phải tìm đến chỗ xa nhất để thay xiêm áo, vì vậy là người cuối cùng bước ra. Mọi người nhìn xem, nhận thấy sau khi gột rửa xong, dung quang của nàng rực rỡ, trong nét thanh tú chứa đựng vẻ nhu mì, thảy đều sáng mắt. Bọn Tăng Tư Thư, Lý Tuân thì khỏi phải nói, mục quang lấp lóe, nhưng ngay cả Yến Hồng của phần Hương Cốc vốn vẫn trầm lặng nãy giờ, nay cũng phải ngắm nàng chăm chú. Tám đệ tử ưu tú nhất của tam đại môn phái chính đạo ngồi quây quần lại bàn bạc. Trương Tiểu Phàm nghe bọn pháp tướng nói chuyện mới biết, đàn rơi trong vạn bức cổ quật của Không Tăng Sơn là dị chủng do ma giáo xưa kia nuôi chữ để làm chỗ trợ lực, hung dữ tàn độc, tính ngừa hút máu. 800 năm trước, sau khi ma giáo bị hủy diệt, cứ điểm này vẫn còn sót lại một số ít rơi. Ngày qua tháng lại, chúng sinh sôi nảy nở, phát triển đến quy mô khổng lồ như hiện nay. Mỗi khi bay ra ngoài kiếm ăn là làm cho một dải suốt 500 dặm quanh đây bóng người thưa vắng. Có điều, đàn rơi này dường như e sợ ánh sáng mặt trời, vì vậy chỉ hoạt động về đêm. Ban ngày, chúng đậu nghỉ trong vạn bức cổ quật. Thành ra, đêm qua, người của Thanh Vân Môn mới tình cờ đụng phải, chứ nếu lên núi vào ban ngày, chắc đã không gặp phải chuyện gì. Nghe đến đây, Tăng Tư Thư cau mày hỏi pháp tướng: "Pháp tướng sư huynh, những giống súc sinh ấy đã ở trong vạn bức cổ quật, thì chúng ta làm sao mà vào thám xét được?" Pháp tướng trừ trừ một lát rồi nói: "Theo như sự quan sát của tiểu tăng mấy ngày hôm nay, đám súc sinh ấy ban ngày chỉ treo ngược trên đỉnh vòm cổ quật, không hề động tĩnh, có khi chúng ta vẫn vào được chưa biết chừng." Tăng Tư Thư im lặng. Trương Tiểu Phàm vọt miệng: "Vậy tức là pháp tướng sư huynh cũng không chắc chắn, có thể cái giống tội nợ ấy trông thấy chúng ta vào thì sẽ ồ cả lại, lúc ấy phải làm thế nào mới được?" Pháp tướng nhìn hắn, trong mắt tựa hồ lóe qua một tia sáng, nhưng thần thái vẫn ôn hòa nói: "Đúng như vậy, tiểu tăng kỳ thực không chắc chắn hoàn toàn, nhưng thọ mệnh sư môn vẫn phải đi làm chứ, đằng nào cũng nên thử xem, cùng lắm thì chúng ta rút lui. Hôm nay ta, pháp thiện sư đệ và hai thí chủ của phần Hương Cốc vốn là muốn vào thám thính một phen, chẳng ngờ gặp mấy vị. Vậy cũng tốt, người nhiều cũng dễ tiếp ứng hơn." Lại là Lý Tuân ở bên cạnh lạnh lùng thốt tiếng. Bốn người của Thanh Vân Môn cùng nhìn sang phía y. Lý Tuân không chút e dè, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ đưa lại, thân tình của y hơi biến đổi một chút. Tề Hạo chẳng thèm đếm xỉa đến, ngoảnh đầu nói với pháp tướng: "Còn một chuyện nữa, muốn thỉnh giáo pháp tướng sư huynh." Pháp tướng đáp: "Tề sư huynh xin cứ nói."
Tề Hạo hỏi: 3 tháng trước đây, đệ tử chi chính của Thanh Vân Môn là Tiêu Giật Tài, Tiêu Sư Huynh đã đến đây. Chẳng hay các vị có biết hiện nay huynh ấy ở đâu không? Pháp tướng lắc đầu đáp: Chúng ta và 2 vị bên phần Hương Cốc cùng đến một lượt, chưa hề gặp Tiêu Sư Huynh. Tề Hạo chau mày, trầm ngâm không nói. Hôm sau, ánh chiêu dương vừa hé, 8 người đã lên đến Không Thang Sơn. Chỉ thấy cảnh tượng hoang vu, sa thạch đầy mặt đất. Ngọn núi lớn là vậy, mà đến tiếng chim hót bình thường cũng chẳng nghe thấy. Nếu không phải sớm đã trở thành món điểm tâm của đàn rơi dũng tận kia, thì chắc cũng di cư khỏi đỉnh núi này từ lâu rồi. Bọn pháp tướng đến đây đã được một vài ngày, nên đã tìm thấy vị trí của vạn bức cổ quật. Mọi người theo nhau đi sau, dè dặt, đặt chân thận trọng, cuối cùng cũng đến cửa hang. Nơi đây là một hang động cực lớn, nằm lưng chừng núi, mặt quay về phía bắc, lưng ở phía nam Không Thang Sơn, hơi dốc xéo xuống dưới. Chỉ ở nơi cửa hang mới có nhiều ánh sáng, nhìn sâu một đoạn thấy đen kịt. Còn cách cửa hang chừng 5-6 trượng, mọi người đã cảm thấy từng đợt âm phong từ phía trong lùa ra, thốc qua mặt, lạnh thấu xương. Cùng lúc loáng thoáng vẳng đến tiếng xào xạc trầm trầm như tiếng quỷ khóc, làm đầu óc người ta rối loạn cả lên. Tề Hạo nhìn kỹ hang động, rồi ngoảnh đầu lại, gượng cười: Đã đến rồi, chúng ta vào thôi. Mọi người im lìm, pháp tướng gật đầu: Được, có điều bên trong nguy hiểm khó lường, các vị nên chuẩn bị tiên khí, đề phòng bất chắc. Việc liên quan đến sự sống chết, ai nấy đều không dám chậm trễ, cùng rút pháp bảo ra cầm nơi tay. Thấy Trương Tiểu Phàm lấy ra một que cời lò đen đủi, bọn Lý Tuân, Yến Hồng và 2 nhà sư của Thiên Âm Tự đều đờ người vì kinh ngạc. Trương Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, lúng ta lúng túng. Vừa may lúc ấy, Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo cất tiếng nói dưới ánh lam quang của thiên gia: Đi nào. Nói đoạn hướng về phía hang động đen ngòm, mọi người vội vã theo sau, Trương Tiểu Phàm mới được giải vây. Sắp tới cửa hang, luồng âm phong càng lúc càng lạnh giá. Pháp tướng không biết là vô tình hay hữu ý, khẽ tựa vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cảm thấy, mỉm cười nhìn y. Pháp tướng mỉm cười đáp lại, rồi thì thầm bảo: Trương sư đệ, trước mặt toàn những gian hiểm, đệ hãy theo sát sau lưng ta. Trương Tiểu Phàm ngây sững, nhưng thấy pháp tướng đã bước vào vùng tối, không kịp nghĩ ngợi nhiều nữa. Những người khác cũng đã vào cả rồi, liền vội vàng bám theo. Mới đi vào được mấy bước, Trương Tiểu Phàm đã cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn, cả người lùn xuống. Hắn thất kinh, nhưng cũng may chỉ lún đến mắt cá chân là dừng lại. Lúc này mọi người đã hoàn toàn chìm trong vùng hắc ám. Ai nấy vung pháp bảo tiên khí, dáng hồng và hào quang vụt bừng lên. Trương Tiểu Phàm nhìn xuống, tức thì nhăn mặt. Hóa ra chân đang dẫm lên lớp phân rơi dày đặc, bình thường đã thối rồi, nay bị chân sục vào càng thối tha khó ngửi hơn. Hắn ngước lên nhìn, thấy mọi người cũng đều tỏ thái độ như vậy, nhất là Lục Tuyết Kỳ và Yến Hồng bên phần Hương Cốc. 2 nàng cau mày, mặt mũi trắng nhợt. Trương Tiểu Phàm lúc lắc đầu, miễn cưỡng chấn định tâm trí. Mọi người đã quen với hoàn cảnh rồi, lại theo nhau đi sâu vào trong. Lúc ấy tiếng xào xạc như quỷ rì rầm cũng vang to hơn, phảng phất như từ nơi xa, lại như sát ngay bên cạnh, trước sau trái phải, chỗ nào cũng có. Cứ thế đi thêm được 3-4 trượng, Tề Hạo đi đầu bỗng kêu khẽ: Chậm thôi. Mọi người lập tức dừng cả lại, chỉ thấy Tề Hạo chậm chậm giơ hàn băng tiên kiếm lên. Hào quang dần dần rực sáng, soi rọi một khoảng không phía trước. Tức thời ai nấy nín thở. Đây là một hang động to lớn, đỉnh vòm cách mặt nền khá xa. Dưới làn bạch quang chiếu rọi từ hàn băng tiên kiếm, ai nấy đều nhìn thấy trên cao chi chít rơi đen lủng lẳng treo ngược, hầu như không lộ ra một phiến nham thạch nào. Thanh âm xào xạc chính là xuất phát từ sự va cọ và tiếng kêu rì rầm của đám súc sinh đó. Thấy vùng hắc ám tự nhiên bị soi sáng, đàn rơi hình như cảm thấy bất an,
từng con một bắt đầu cựa quậy, nhưng không bay lên mà cào cạo móng vuốt trên nền của nham thạch để di chuyển về phía tối tăm hơn. Có con còn cắm vuốt vào mình của đồng loại. Những cảnh đó trong khoảng hôn ám càng lúc càng tỏ ra khủng khiếp nanh ác, khiến mọi người hãi hùng. Ai nấy không dám thở mạnh, ngừng lại một chốc. Họ phát giác ra giữa không gian đen kịt, ánh sáng lóe lên trông đặc biệt chói mắt. Nhưng đàn rơi tựa hồ không có động tĩnh, cũng không tấn công. Nhận biết điều này, mọi người ít nhiều đều thở phào. Pháp tướng khẽ khẽ bảo: "Cũng may tiểu tăng phán đoán không sai. Các vị, chúng ta tiếp tục đi nào." Mọi người quay đầu lại đi tiếp vào sâu bên trong, nơi bóng tối càng thêm âm trầm. Theo bước chân họ, phân rơi càng lúc càng dày. Dưới ánh sáng bạch quang từ hàn băng tiên kiếm, trông đàn rơi trên đỉnh hang như vô cùng vô tận, mỗi lúc một nhiều, răng nhọn, nanh sắc, cứ kêu rầm rĩ gần sát ngay bên cạnh. Nếu không phải là tám người bọn họ thân hoài chính đạo tiên pháp, tâm trí kiên cường bình tĩnh, mà là những người bình thường thì có lẽ đã sợ đến phát điên rồi. Cứ đi như thế chẳng biết bao lâu, Trương Tiểu Phàm ở giữa đoàn, pháp tướng Thủy Trung luôn đi trước hắn. Nhìn hòa thượng trẻ tuổi khoác tấm tăng bào nguyệt bạch đã dính chút lem nhem, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nhớ tới Phổ Trí. Con người trong hồi ức sâu thẳm đó có phải đến từ cùng một nơi với vị hòa thượng này không? Phía trước đột nhiên vẳng lại tiếng kêu khẽ của Tể Hạo: "Ôi!" Trương Tiểu Phàm còn chưa kịp bình tĩnh đã thấy dưới chân có sự khác lạ, hình như vừa dẫm lên một vùng đất cứng. Chú giải: cổ quật. Quật có nghĩa là cái hang. Vạn bức cổ quật là cái hang cổ có nhiều rơi. Chúng ta vừa kết thúc chương 34, hãy tiếp tục đến với chương 35 và ủng hộ Tiến bằng cách like clip và đăng ký subscribe nha. Chu Tiên, chương 35, yêu nhân. Người đọc: Bá Tiến. Pháp tướng đi đầu niệm một câu Phật hiệu. Sau một khắc, ánh sáng tỏa ra dạng người từ một viên châu tròn vàng óng ánh bay lên từ trong lòng bàn tay. Ban đầu ánh sáng này còn quyến luyến bên pháp tướng, rồi với sự thúc giục của ông ta, trong một chớp mắt kim quang đại thịnh. Với viên châu làm trung tâm, ánh sáng vàng như một đợt thủy triều tràn ngập bốn phương. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên tại chỗ, bên tai nghe như có tiếng hú vang. Màu vàng rực lướt qua người của hắn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Mỗi người ở đó đều bị ánh sáng vàng phản chiếu trên khuôn mặt, đồng thời cảm thấy thư thái, sung sướng. Lại thấy như phần khẩn trương trong lòng một khoảnh khắc đã nhẹ nhàng đi. Một không gian rộng lớn, rực sáng như ban ngày. Nếu không kể bọn rơi hung tợn lay động trên quái thạch, gần như khiến người ta có cảm giác đang ngoạn cảnh nơi cửa Phật. Lý Tuần nhìn thấy vậy, có phần kinh dị, thốt lên với người đi đầu: "Luân Hồi Châu." Pháp tướng nhìn qua hắn ta, nói: "Lý sư huynh quả có con mắt tinh tường." Lý Tuần lời tựa hồ đột nhiên khách khí: "Không dám, pháp tướng sư huynh thật là đạo hạnh cao thâm." Trương Tiểu Phàm lúc này nhờ vào ánh sáng của Luân Hồi Châu đã nhìn rõ dưới chân thì ra đang đứng trên một cái sàn cứng và sạch. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên đầu là nham thạch động. Những con rơi đen đã không biết tại sao biến mất cả. Những âm thanh sột soạt thật ra vẫn còn nghe rõ gần quanh tai. Hắn cẩn thận nhìn lại lần nữa thì phát hiện tại phần huyệt động sau lưng, vô số rơi đen vẫn đang tụ tập trên trần động. Nhưng tại phần đất cứng, chỗ của mọi người đang đứng, trên nham thạch của động, có một vòng màu đỏ vượt lên đến trần động, dường như sinh tử trong mạch đá mà ra. Hắn cẩn thận nhìn lại lần nữa thì phát hiện tại phần huyết động sau lưng, vô số rơi đen vẫn đang tụ tập trên trần động. Nhưng tại phần đất cứng, chỗ của mọi người đang đứng, trên nham thạch của động,
có một vòng màu máu đỏ vượt lên đến trần động, dường như sinh từ trong mạch đá mà ra. Lấy đường vòng màu đỏ này làm ranh giới, vô số rơi tập trung ở một đầu, không ngờ lại không hề vượt qua đường màu đỏ. Nhưng khoảnh khắc rất gần, vẫn nghe mùi hôi của rơi nồng nặc. Pháp tướng nhìn một vòng, trầm giọng: "Ở đây nhiều chuyện cổ quái, chư vị hãy thận trọng." Mọi người sau khi đã khó khăn đến vậy mới đặt chân lên được một chỗ sạch sẽ, nhìn quanh thấy rõ mọi thứ, bất giác cử động đầu tiên là chỉnh lại trang phục. Bên cạnh Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư cởi giày, chút những thứ dơ bẩn bên trong ra, nói nhỏ với Trương Tiểu Phàm: "Cả đời đệ lần đầu mới biết, hóa ra bước trên đường sạch sẽ lại là một chuyện dễ chịu đến vậy." Trương Tiểu Phàm cười, nhanh chóng rũ sạch người, cả thân thể cũng cảm thấy thoải mái. Nhìn qua một lượt, Tề Hạo thấy mọi người đã gần như ổn cả, bèn nói: "Đi thôi." Vừa nói vừa bước trước tiên vào sâu bên trong hang động. Mọi người rất nhanh đã cất bước về phía trước, bỏ lại sau lưng một vùng bóng tối thăm thẳm vô tận. Phía trước mặt, bóng tối như yêu ma, dương vuốt nhe nanh hoan nghênh. Trong bóng tối chỉ có một đốm sáng chậm chậm dẫn đường. Cứ như vậy chẳng biết bao xa, cái hang động cổ quái này không ngờ có vẻ như vô tận, tuy nhiên có vẻ rộng rãi, quanh co, khúc chiết, trừ một điểm đại khái là hướng xuống phía dưới, còn lại gần như làm người ta không phân biệt được phương hướng. Tiếng động sột soạt của bầy rơi tại cửa động đã không còn nghe thấy nữa. Bây giờ trong bóng tối không còn âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân của bọn họ. Trương Tiểu Phàm càng đi càng có cảm giác ẩm ướt, cũng không biết đã đi sâu vào lòng đất bao xa. Luân Hồi Châu vẫn tiếp tục phát tán ánh sáng của Phật quang chói lọi, chiếu sáng mọi người. Chỉ có ở hàng đầu Tề Hạo, vì muốn đề phòng vạn nhất, đã dùng thêm lục hợp kính. Hai bảo vật lăng tăng thêm cái ánh sáng của nhau. Mọi người quanh co đi mãi, đột nhiên Tề Hạo đang đi bỗng dừng lại, giơ tay ngăn những người phía sau: "Chậm lại." Mọi người tức khắc đồng loạt dừng lại. Chung quanh hoàn toàn yên lặng, không có lấy một âm thanh. Luân Hồi Châu và lục hợp kính tỏa sáng rạng ngời trước mắt mọi người. Phần hang động phía trước đột nhiên tách ra hai hướng, u u thâm thâm một màu đen tối, không biết là dẫn đến đâu, phảng phất như có yêu ma mở miệng chờ đợi. Nhưng giữa đường, ngay giữa hai đường đi, sừng sững một tấm bia cao bằng 6 người, trên đó khắc 4 chữ đỏ như máu: "Thiên đạo ở đây." Phần hương cốc Lý Tuân nổi giận quát lên: "Ma giáo yêu nhân, sao dám tự xưng là thiên đạo?" Pháp tướng nhíu mày nhìn kỹ bia đá, đoạn thốt: "Ta có nghe ân sư Phổ Hoàng nói, 800 năm trước ma giáo đích thực tại hang động này đã để lại một khối bia đá, lúc đó bị chính đạo tiên nhân một kiếm chém vỡ, sao hôm nay nhìn thấy lại không hề có sức mẻ gì?" Lúc này phần hương cốc Yến Hồng từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng nói: "Nhìn 4 chữ trên tấm bia này, không phải là có một vết nứt đứt ngang hay sao?" Thanh âm êm dịu đi vào lòng người như một làn gió. Thêm vào đó, mấy người của Thanh Vân Môn lần đầu tiên nghe Yến Hồng nói, trong lòng đột nhiên có cảm xúc lạ lùng. Mọi người bước lên nhìn kỹ, quả nhiên thấy một vết mờ hướng xéo lên trên, chia tấm bia làm 2 nửa. Nơi chỗ đứt gãy có ẩn hiện sắc hồng nhạt, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không thấy được. Tể Hạo gật đầu nói Yến Hồng: "Yến Hồng cô nương thật tinh tế." Yến Hồng hơi mỉm cười rồi cúi đầu không nói gì nữa. Tề Hạo nhìn tấm bia rồi quay lại nói với mọi người: "Tấm bia này đã được sửa lại bởi một kẻ nào đó, phần nhiều chắc là ma giáo yêu nhân. Ít nhất thấy được một điều là chúng ta đi đúng hướng." Pháp tướng nói tiếp: "Sư huynh nói có lý, nhưng bây giờ trong huyệt động này bốn phía nguy cơ, trước mắt vấn đề nan giải, có 2 đường, ta nên chọn đường nào đây?" Tề Hạo trầm ngâm thốt: "Pháp tướng sư huynh, khi nãy huynh nói là lệnh sư Phổ Hoàng Thần Tăng đã có đề cập với huynh về nơi này, vậy ông ấy có nói gì về ngã rẽ này không?" Pháp tướng gật đầu nói: "Ân sư quả thật có nói, nhưng ông ấy cũng chỉ nghe lại từ Đại Tổ Sư rằng
trong thời chính đạo và ma đạo đại chiến, cuối hai đường nhánh này là xào huyệt của ma giáo yêu nhân. Nhưng cụ thể là thế nào thì ông ấy cũng không rõ. Mọi người im lặng nhìn nhau. Tề Hạo nhìn ba người lại trong nhóm, nói với pháp tướng: như vậy thì tại hạ thấy không có cách nào hơn cả là mình chia làm hai nhóm đi hai đường. Bốn người Thanh Vân Môn chúng tôi sẽ đi xem xét đường bên trái. Pháp tướng sư huynh cùng các huynh đệ còn lại và hai người của phần Hương Cốc đi theo đường bên phải để tìm kiếm thử. Nếu gặp ma giáo yêu nhân thì báo động, vậy có được không? Pháp tướng cũng công nhận điều đó. Tuy nhiên biết rằng chuyện chia ra như vậy tịnh không tốt lành gì. Hang động u thâm, cũng không biết là hai nhánh dẫn đi bao xa. Vạn nhất không quay lại được, chỉ sợ là quyết định sai lầm. Nhưng hiện tại, thấy người phái nào cũng tinh anh, mỗi người ở đây đều là những đệ tử xuất chúng của môn hộ. Vị tất đã không có khả năng tự bảo vệ mình. Ông quay đầu nhìn phần Hương Cốc Lý Tuân, Yến Hồng, thấy họ cũng không phản đối gì. Bèn nói: vậy cứ làm như huynh nói, chư vị nhớ cẩn thận. Trong lúc nói, không biết là hữu ý hay vô tình, mắt của y nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giật mình, hiểu ra pháp tướng này tựa hồ quả có chút tâm ý riêng với mình. Mỉm một nụ cười khẽ rồi đáp lại. Tề Hạo gật đầu, hướng về pháp tướng ôm quyền chào, rồi dẫn Trương Tiểu Phàm cùng mấy người kia vào nhánh đường bên trái. Chưa đi hết một bộ, ánh sáng sau lưng đã dịch chuyển, cũng đồng thời biến mất. Vẻ như pháp tướng và những người đồng hành cũng đã bước vào nhánh bên phải rồi. Tề Hạo đi trước, lục hợp kính lơ lửng trên đầu, không ngừng phát ra tiên lực. Ánh sáng vàng nhạt của lục hợp kính tỏa xuống bao bọc bốn người ở giữa. Nhánh này của hang động so với phần đường của họ đi vừa rồi thì hẹp hơn nhiều. Đồng thời, hai bên nham thạch đột nhiên nhọn hoắt. Trương Tiểu Phàm có lúc vô ý, xít nữa thì va phải. Duy nhất một điểm tương đồng là chung quanh bóng tối vĩnh hằng. Ở đây dường như chưa bao giờ có chút ánh sáng nào rọi đến. Bốn người Thanh Vân Môn đều không muốn mở miệng. Tề Hạo đi đầu càng đặc biệt chú ý và để tâm phòng bị những nguy hiểm phía trước. Đi thế này, sau một thời gian dài, trong lòng Trương Tiểu Phàm không khỏi lấy làm hoài nghi, tự hỏi nếu mình gặp phải ma giáo yêu nhân, có báo động đi nữa, nhưng pháp tướng và đồng đạo chắc không nghe được. Thì ngay lúc đó sự tình đột ngột thay đổi. Bốn người đang đi trên đường, dường như bóng tối vĩnh hằng bao phủ bốn bề. Chợt khắp chung quanh nghe thấy có tiếng như ma kêu, quỷ khóc, ai oán, làm điếc tai giật mình. Bốn người cùng kinh hoàng. Tề Hạo mở miệng định trấn an thì thân hình chợt chấn động. Chỉ thấy bốn phương từ trong bóng tối vô tận có những tia sáng nhiều màu lao về phía bốn người đang đứng, đánh vào vùng ánh sáng của lục hợp kính. Sức mạnh quá lớn, thêm vào đó lục hợp kính qua một trận đã yếu đi. Tề Hạo thân mình chấn động mạnh, lời định nói ra không nói nổi, liền vội vã trấn định tâm thần, tăng thêm lực duy trì để bảo vệ. Tiếng ma kêu quỷ khóc càng lúc càng to, người nghe đầu váng mắt hoa. Tăng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm và Tề Hạo ở giữa, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng bị lục hợp kính phản chấn ngược lại, giữa không trung quay đầu, cố tâm tấn công lần nữa. Trong không trung, bóng tối biết là đang ẩn chứa bao nhiêu kẻ thù, giữa không trung không biết là đang lơ lửng bao nhiêu pháp bảo. Tề Hạo mặt trắng bệch, tay vội vã bắt pháp quyết. Mặc dù bên ngoài pháp bảo bao vây dồn dập, lục hợp kính từ từ trở nên ổn định, ánh sáng lại mạnh lên. Ngay khi bốn người Thanh Vân Môn chuẩn bị lấy lại hơi thở, Trương Tiểu Phàm phát giác chỗ đất của mình đang đứng đột ngột chuyển động. Tâm vừa động, chưa kịp phản ứng, đã nghe Tăng Thư Thư hô hoán thất thanh: cẩn thận, dưới chân có. Chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn phát ra, cảm thấy chung quanh tiếng gào rú tràn ngập không gian. Trong một tích tắc, mọi người cảm thấy như có một cơn địa chấn đột nhiên phát ra rất mạnh dưới chân. Không cần nói là xé nát mặt đất. Bốn người Thanh Vân Môn nhảy vọt bốn hướng đông tây. Lục hợp kính không bảo vệ được chung quanh nữa, cũng không thể nào phòng được chỗ đặt chân. Tựa nhiên nguy hiểm trùng trùng. Đồng thời ánh sáng tan rã, lục hợp kính rơi xuống về phía Tề Hạo,
lúc ấy đã vọt ra ngoài. Trong bóng tối, vô số đạo ánh sáng hú lên, tựa hồ đang đắc ý mà cười cuồng dại, chia ra tấn công về hướng bốn người. Trương Tiểu Phàm hạ xuống trước, chân bị chấn động, cả thân người không tự chủ được bay về phía trước. May mà đã tu hành nhiều năm tại Thanh Vân Môn nên tâm động nhưng không loạn, tay đã nắm lấy thiêu hỏa côn trên ngực. Một cảm giác lạnh lẽo dịch chuyển toàn thân. Thiêu hỏa côn giữa không trung phát xuất một làn ánh sáng xanh đen mờ ảo, chống lại vô số đạo ánh sáng đang truy đuổi tới. Sau một tức, một đạo ánh sáng đỏ đã đập đến trước mặt. Trương Tiểu Phàm ngay lập tức nghe mùi máu tanh, chỉ muốn nôn mửa, vội vã nín thở, huy động thiêu hỏa côn. Ánh sáng xanh đen mạnh mẽ đè chống lên ánh sáng màu đỏ. Cũng chẳng hiểu tại sao mà đạo ánh sáng đỏ lại đột ngột mờ đi rất nhiều. Từ trong bóng tối không tên, đột nhiên truyền đến một âm thanh chậm chậm đáng ngờ. Lúc này, hai đạo ánh sáng một vàng một xám cũng đã lao đến, cùng đánh vào thiêu hỏa côn. Trương Tiểu Phàm nhờ ánh sáng này thấy đạo ánh sáng đỏ khi nãy là một cây tiểu xoa, phía trên loang nổ vết máu, trong khi ánh sáng vàng hóa ra là một thanh bảo kiếm dài 3 thước. Đạo màu xám nhìn hết sức cổ quái, vừa tròn vừa to, giống như một cái răng nanh của một con thú hoang không biết tên. Trương Tiểu Phàm thân hình đang lơ lửng giữa không trung, vốn dĩ đang đứng yên, không ngờ bị ba pháp bảo tấn công. Tuy nhiên có thiêu hỏa côn bay lên không chống đỡ, nhưng lực đạo quá mạnh xông thẳng vào người của hắn, ép hắn vào tường đá không thể tiến lùi. Trương Tiểu Phàm trước mắt hoa lên, sau lưng nghe một cơn đau trỗi dậy đập vào phủ tạng, như biết đây là giờ khắc sinh tử nên lấy hết sức mình nghiến răng chịu đau, rơi lên mặt đất. Mắt thấy ba pháp bảo trên không trung xoay vòng hung hiểm lao xuống tấn công. Trong bóng tối cũng không thể biết được người đang điều khiển những pháp bảo này đang đứng nơi nào. Trương Tiểu Phàm phải trái không cử động được, chỉ kêu to lên một tiếng pháp quyết. Thiêu hỏa côn bay lên không trung, giữa không trung lao vào đối phương để kháng nghị với thanh phi kiếm màu vàng và chiếc răng nanh dã thú, tạo nên một âm thanh lớn. Cả ba đều chấn động, bay vụt ngược về phía sau. Riêng cây tiểu xoa màu đỏ bầm kia thì không thể thu kịp, lao vào tảng đá lớn nơi hắn vừa đứng khi nãy. Vụn đá bay tung tóe, phá vỡ một lỗ to trên mặt đất. Nhưng lúc này chiếc răng nanh xám kia đã quay lại, lao xuống đương đầu. Tại đầu ngọn của chiếc răng nanh lóe lên một chớp sáng lạnh, trong bóng tối trông như một ánh mắt. Thấy cái thanh thế đó, Trương Tiểu Phàm cũng không muốn biết hậu quả của pháp bảo cổ quái này lên mình nữa. Trương Tiểu Phàm nghiến chặt răng, hai tay khoa trong không gian, thiêu hỏa côn tùy ý chuyển động, ánh sáng xanh tỏa rạng đương cự với chiếc răng nanh. Trong không trung chỉ nghe một tiếng trầm trầm, phần bên trên của chiếc nanh hiện một vết nứt lớn. Từ xa truyền lại một tiếng nét thất thanh mang ý kinh ngạc. Chỉ là Trương Tiểu Phàm cơ bản không có đủ thời gian tận hưởng chút niềm vui thắng lợi nào. Thanh phi kiếm màu vàng đã lao đến. Trương Tiểu Phàm không phản ứng kịp, trán đổ mồ hôi, phát ra một tiếng kêu cứu nguy cấp. Hai tay run lên, cả người bay lên trên, nhập vào ánh sáng đen của thiêu hỏa côn. Thanh phi kiếm sắc vàng không ngờ không hề mất thời gian, giữa không trung quay lại, lao thẳng từ dưới lên. Bên trên là chiếc nanh, bên dưới là phi kiếm. Trương Tiểu Phàm toàn thân rúng động khẽ, không kịp suy nghĩ, người tự nhiên co lại, đọc nhanh một câu chú. Thiêu hỏa côn tỏa ra một ánh sáng xanh mạnh mẽ bao phủ chung quanh của hắn. Ầm! Hai âm thanh đồng thời vang lên trên đầu và dưới chân của Trương Tiểu Phàm. Hai pháp bảo đối địch bị bắn ngược lại. Thiêu hỏa côn chiến đấu trong không trung một trận như vậy, Trương Tiểu Phàm thở vào một cái, trong một khắc tim gần như ngừng đập. Ý thức được là suýt nữa thì thiêu hỏa côn đã bị xé nát từng mảnh rồi. Nhưng may sao, không biết là thiêu hỏa côn làm bằng vật liệu gì mà mặc dù xấu xí nhưng lại cứng rắn không ngờ, không bị tổn thương gì. Lại nhìn phi kiếm và chiếc răng nanh, ánh sáng ảm đạm, hư hại hơn phân nửa. Bất quá mà nói, thiêu hỏa côn bị đánh một đòn mạnh,
ánh sáng xanh bảo hộ Trương Tiểu Phàm cũng đã thất tán khá nhiều. Trương Tiểu Phàm mừng quá, định triệu hồi Thiêu Hỏa Côn, bất chợt nghe vai của mình đau nhói, nửa thân yếu đi, trong đầu rỗng không. Nhìn xuống dưới, hắn chỉ thấy ở bả vai, không ngờ đang ló ra một đầu tiểu xoa, xuyên từ sau ra trước, máu bắn tung tóe không dứt. Không ngờ thanh tiểu xoa nhân lúc Trương Tiểu Phàm không chủ tâm phòng bị, đã lén nút tập kích một đòn nặng. Trương Tiểu Phàm chỉ nhìn thấy bên trên thanh tiểu xoa, màu đỏ bầm vốn lặn sâu vào trong, lúc này như nổi lên sáng rực, tựa như nghe mùi máu tanh mà thức dậy. Hắn rên khe khẽ một tiếng, ban đầu định đưa tay rút thanh tiểu xoa ra. Bất chợt ngay lúc đó, từ những vệt máu đỏ trên thân tiểu xoa, phảng phất sinh ra một đạo hắc ám. Cùng lúc thanh tiểu xoa nhích lên, nhanh chóng bám chặt vào vai của Trương Tiểu Phàm. Chủ nhân của thanh tiểu xoa hẳn có một con mắt theo dõi đặt phía trên pháp bảo này. Trương Tiểu Phàm thấy mắt hoa lên, không còn sức mà rút bỏ đi nữa. Nhưng trên vết thương ngoại trừ cơn đau kịch liệt, còn có một cảm giác ngứa ngáy, chỉ sợ đa phần là có tẩm chất kịch độc. Bằng một chút nhãn lực còn lại, qua khóe mắt, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy sau lưng của mình một khuôn mặt yêu nhân. Chỉ thấy hắn chụp lấy vai của mình bằng cả hai tay, vừa dơ bẩn vừa hôi hám không chịu được. Từ xa truyền lại một trận cười điên cuồng, nhưng sau lưng cũng nghe thấy một thanh âm bùi ngùi: tên tiểu tử thối của Thanh Vân Môn, ngươi đến đây là tìm đường chết rồi, ta đã nghe mùi máu rồi đấy. Trương Tiểu Phàm cũng không kịp phản ứng, nghĩ ngợi xem hắn nói gì, nhưng minh bạch được qua một động tác của hắn. Chỉ thấy cái bóng yêu nhân không ngờ đang mở to mắt, cắn vào bên trái cổ hắn, miệng hút máu. Cùng lúc thanh tiểu xoa màu đỏ không ngờ cũng sáng lên, tựa như cũng đang uống máu của hắn vậy. Trương Tiểu Phàm sợ đến cùng cực, cảm thấy máu huyết toàn thân đang chảy về cổ họng. Nghe thấy thân mình nhẹ bỗng đi, khí lực toàn thân tản tác, Thiêu Hỏa Côn cũng không còn được giữ lơ lửng giữa không trung nữa, lung lay rơi xuống. Tình cảnh này đang lúc hoảng hốt, đột nhiên trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh cũ trong một u cốc. Bức tranh trong cơn ác mộng, Thiêu Hỏa Côn rơi xuống đỉnh đầu của hắn, lăn qua mặt, tỏa ánh sáng xanh nhợt nhạt như là đang triệu hồi ma quỷ. Trương Tiểu Phàm một vai bị giữ chặt, chỉ tức thời cảm thấy trên Thiêu Hỏa Côn một cảm giác băng lạnh mênh mông như là cuồng nộ. Trong người hắn, máu huyết không ngừng chảy ra, bị yêu nhân hút lấy. Trương Tiểu Phàm lúc này không còn nghe thanh âm nào bên ngoài nữa, chỉ thấy trong toàn thân dậy lên một chút khí lực cuối cùng, như con thú đến đường cùng, nắm lấy thanh Thiêu Hỏa Côn lóe sáng xanh, dùng lực đâm vào yêu nhân đằng sau. Thiêu Hỏa Côn không có mũi nhọn, nhưng lúc này không ngờ coi máu thịt như là đậu hũ, đâm nhẹ vào như không. Yêu nhân đằng sau cả thân hình run lên, ngừng hút máu, như là không tin được, quay đầu nhìn về Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cũng đồng thời nhìn hắn. Trong u quang phảng phất như có yêu ma nơi địa ngục cười lạnh, lại như có tiếng tim đập trong bóng tối. Trương Tiểu Phàm cầm Thiêu Hỏa Côn trong tay, cảm thấy một làn sóng âm thanh của tiếng tim đập vang lên, tựa như là huyết mạch đang lưu động, lại như yêu ma đang hoan hô. Ánh sáng trên thân thanh tiểu xoa nhanh chóng mở đi, sau đó là bóng tối tràn ngập. Trong một chớp mắt, Trương Tiểu Phàm và yêu nhân chìm đắm trong bóng tối. Trương Tiểu Phàm nửa hôn mê, thần trí giảm sút, trước mắt như có một tấm màn mỏng che phủ, nhưng vẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Trên mặt yêu nhân đầy những vết nhăn nhúm ngang dọc, rồi bỗng khô đi, máu thịt chuyển thành da khô bám trên xương. Một khắc sau, bóng tối vây quanh hắn, sức mạnh bị mất lại quay về, giạt rào không ngừng truyền qua thanh Thiêu Hỏa Côn và thân thể của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, run rẩy tại chỗ. Vết thương trên vai vẫn còn đau đớn, nhưng dưới tác dụng của sức mạnh không biết là gì này, máu trên vết thương đã ngừng chảy. Nhưng gã thiếu niên trong lúc này không hề nhận thấy điều đó. Trong đầu hắn chỉ xoay chuyển một ý nghĩ duy nhất: Ta đã làm gì? Kết thúc chương 35. Hãy đăng ký subscribe và ủng hộ Tiến để đọc nhiều thêm những phần truyện tiếp theo nhé.